Câu 63 mã đề 202 năm 2018. Tiến hành các thí nghiệm sau. Câu A, sục khí CO2 dư và dung dịch BaCl2. Câu B, cho dung dịch NH3 dư và dung dịch AlCl3. Câu C, cho dung dịch FeNO3 2 lần và dung dịch AgNO3. Câu D là cho Na2O và Al2O3 tỷ lệ mol 1:1 vào nước dư. Câu D, câu A, cho dung dịch BaOH 2 lần dư và dung dịch CR2S4 3 lần. Câu G, cho hỗn hợp bột đồng và F3O4 tỷ lệ mol 1:1 vào dung dịch HCl dư. Sau khi vắt góp hưởng xảy ra hoàn toàn, số thí nghiệm thu được kết quả là câu A 5, câu B 2, câu C 3 và câu D 4. Bây giờ trong trường hợp câu A nghe, câu A là không thu được kết quả. Câu B là thu được cái tủa ALOH 3 lần. Câu C là thu được cái tủa AG. Câu D là không thu được cái tủa vì lượng ALOH sinh ra tác dụng được hết với ALH3. Câu A là có cái tủa BaSO4 vì CROH 3 lần sinh ra bị hòa tan tiếp. Câu G là không có cái tủa vì FeCl3 sinh ra hòa tan hết lượng đồng, sinh ra muối tan trong dung dịch. Như vậy là tổng cộng là có 3 trường hợp có cái tủa.